cũng là người đẹp nhất trong số các thí sinh, nhưng đáng tiếc chính là nhỏ. Thì đầu tiên là các bạn học viên phải chọn những học sinh mà kéo lên về cái vị trí để bay lên được truyền khu hẹp với phần khu hẹp với góc để cô bạn có thể chọn vào. Chứ mà mình kéo sinh viên ra, kéo sinh viên ra thì các bạn sẽ chịu thế. Thì lúc đấy thì chạy loạn, tức là các bạn kéo sinh viên ra cái tùy lòng, không thể đánh được chạy được vào trong của treo vào cái vị trí để chơi lên để cái cư nghiệp này nó rất là bị sáng suốt lên. Thì các bạn đi sáng suốt lên thì đi về trong tốt rất rất đông lắm. Nên là một cái cơ bản sẽ mong đáng hiểu các bạn biết. Hồi xưa là đi viết ở đây là chính xác là DC, DC nó bị chửi, Arsenal nó bị chửi nhưng mà thực ra không phải lỗi của nó. DC không phải là cầu thủ hay, nhưng mà nó ở dạng phong khá thôi. Đá kiểu cũng khoảng vai, cái cỡ lắm nhưng mà nó rất hay bị chửi ở Arsenal. Thực ra lỗi chính là của thằng Alisson. Alisson nó là thằng bệnh. Nhưng mà Alisson thì thi thoảng có những hay lắm. Anh em xem bóng đá, anh em để ý là nó cho hai bóng đá cái hai lăng. Cho nên người ta cứ tưởng là nó là những nhân tố gì gì đó, nhưng mà thằng đấy là rất là tệ. Đá dở. Những người mà xem Arsenal lâu năm như tôi thì nó không thích thằng đấy xong rồi. Đấy là tệ. Không dễ dàng mới trèo được lên, còn chưa đợi cô gái xin lỗi. Xin lỗi, người nào? Phải 600 bê được mà. Xin lỗi nha. Thế nên có một nơi cô con 200, phải cần 200, thế nên mua một. Ai bị hay xong, ai bị hay xong là rõ. Ai bị ở thằng 2 thì có tội là chấn thương, không ai biết được.